Nhìn đây, hãy nhìn dàn mẫu thời thượng của Giang Hồ Chim Mộng đang khoác lên mình chiếc áo choàng đẳng cấp trong bộ sưu tập thủ đồng 2021. Mặc chiếc áo đen để thể hiện mình là người biết bắt chen, mặc chiếc áo tím để thiên hạ biết mình không phải là anh hùng bàn phím mà chính là minh chủ võ lâm đầu đội trời chân đạp đất đó nha. Tải Giang Hồ Chim Mộng ngay thôi nào.